Có một câu chuyện có thật ở miền Nam Việt Nam, chuyện kể có một ngôi nhà cổ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Người dân quanh vùng đều gọi đó là nhà ma Lê Lợi. Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình đã từng sống trong ngôi nhà đó. Người ta nói rằng, đêm nào cũng có những tiếng bước chân không rõ nguồn gốc vang vọng trong ngôi nhà, khiến ai nấy đều sợ hãi. Một đêm, ông bà chủ nhà quyết định mời một thầy pháp tới để trừ tà. Khi thầy pháp bắt đầu làm lễ, cả gia đình đều tập trung trước bàn thờ. Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi qua, làm tắt hết nến và khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Thầy pháp nhìn thấy một hình ảnh mờ ảo của một phụ nữ trẻ mặc áo dài trắng, đứng lặng lẽ ở góc phòng. Thầy pháp sau đó tiết lộ rằng, cô gái trẻ đó là linh hồn của một người đã từng sống trong nhà nhưng bị thiệt mạng một cách bí ẩn. Sau lễ trừ tà, những hiện tượng kỳ lạ dường như giảm bớt, nhưng ngôi nhà vẫn không ai dám ở lại lâu. Câu chuyện này vẫn còn được truyền tai nhau, cho đến tận bây giờ, ít khi thấy người nào dám đi qua ngôi nhà này, mỗi khi đêm đến. Câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ follow và tim để mình có động lực làm nhiều video hơn nhé. Cảm ơn các bạn.